phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại trì quy đức cầu phúc lành phát sanh. Chúng con ở đây chúng con thỉnh và chúng con kính thỉnh và thân chúng chào và trung trung thân chào tất cả quý thân nữ quý phật tử kính bạch quý lời kính thưa quý vị, hôm nay từ chính kiến cho đến chánh định khi mà chúng ta học rời rạc từng chi phần thì chúng ta phải có một bài tổng kết để chúng ta nắm bắt được một cách tổng quan vì đến diệt đế đưa đến nước bàn trong tứ diệt đế. Thì ở trong bài học này chúng ta sẽ có nhiều khía cạnh trong những chánh đạo được đề cập đến sẽ do Hòa Thượng Dịch Nẵm và biên soạn mình học và dẫn giải lắng nghe được suy kỹ. Bây giờ thì xin mời cô Thanh Thủy cho cái bài tổng kết Bát Chánh Đạo, sau đó chúng ta cùng thỉnh pháp sư nói. Chúng con chưa đại sư, để con xin đọc bài. Bài 31 tổng kết Bát Chánh Đạo. Người tu rất cần có cái nhìn cả hai phương diện đại đạo. Nếu chỉ chú trọng chi tiết mà quên phần đại quan, chánh niệm xứ mà không quan tánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì khó tạo nên tiến bộ trong sự tu thiền. Ngược lại, nếu chỉ có cái nhìn tổng quát theo pháp học mà thiếu hiểu biết, thì những pháp chánh ấn chẳng như không bao giờ. Đạo tràng hết nha Thanh Thủy ơi. Dạ. Nét con xin được tiếp. Và ứng theo pháp học và pháp hành, theo pháp học được tu trong đời thường
được trong cuộc sống. Thí dụ ghi có thể hiểu là không có những ý nghĩ tà dục, tìm lỗi hận thù đối với tha nhân. Nguyên tắc này chỉ có thể nhắc nhở một cách tương đối vì không có các chi phần khác kết hợp. Bát chánh đạo trong pháp hành được hiểu qua tam học giới uẩn gồm chánh nghiệp mạng, định uẩn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tuệ uẩn, chánh kiến, chánh tư duy. Trong tam học thì định uẩn là sự tu tập chánh yếu. Để tu tập định uẩn thì điều tiên quyết là có giới uẩn, hiệu năng, đường dài là tuệ uẩn. Tu tập định uẩn niệm hai, tứ niệm làm nền tảng, từ sự tu tập tứ niệm xứ, hành giả tu niệm chánh tính, chánh tinh tấn và chánh định. Để có đủ khả năng chế ngự và dập tắt khát ái, tanh hà, phải vận dụng giải thoát và tuệ giải thoát. Hai sự giải thoát này chỉ có thể đạt được qua sự tu tập đầy đủ tám chi phần của bát chánh đạo. Khả năng chuyển hóa đòi hỏi nhiều thứ chứ không nên kỳ vọng một bước lên tới trời. Mặc dù sự tu tập bát chánh đạo hai tam học đòi hỏi sự kết hợp toàn bộ và nghiêm mật riêng lẻ trời ra, hằng ngày vẫn có nhiều lợi lạc. Ví dụ niệm hơi thở hay chánh ngữ thì vẫn lợi ích hơn. Thế nay có thể biết rõ vốn liếng tu tập của một người thật sự đã có bao nhiêu. Một kỵ nữ hay một tướng cướp cuồng sát đôi khi đã có những tiềm chất của bát chi đạo mà người thường khó nhận ra được. Tỳ khu các đẳng con cung thỉnh đạo tràng thời đạo tràng pháp lắm cảnh pháp sư trước khi đạo hòa thượng giác đẳng ngày hôm nay sư cho con tín hiệu thuận phờ viễn thành chánh can đạo màu diệu pháp cầu tham ma phân văn chưa pháp luân a phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh bạch thệ tôn muôn nghìn ẩn đức a pháp vô biên miễn túc hai ngày chuyện pháp tòa chung sanh ít bụi mai mà đủ duyên như hoa sen đẹp xinh mùa hạ đó vương cao đó đã mặt hồ đó còn tận đại bụng nhớ chúng sanh căn tri tỏ mờ gạt nhau mặn ngưỡng cầu tế đạo ngự thuyền từ cu khổ quận mây chúng phước Cô đã chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phàm thiên vẫn ta đức sáng ngời. Ta vẫn im lặng lời. Về vườn lập giả vì đời chuyển luân. Tiết trung đạo kiều trần đại ngộ liệu niết bàn ô khổ sanh thế gian tam bảo tụ thành a tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung rồi từ đó Phật dùng trọng pháp ma giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường da dầu nặng gió tuyết sương hoàng khai giao hoa mở đường độ sinh bởi cơ tính sự này trưởng đại phàm thiên mày được tán dương
Kinh thành dân cũng hoa hương, sinh nhài thuyết pháp nơi đường tự bi. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bộn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh trang, não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều. Nghe pháp như người được nghe từ chư Phật, phương trí tuệ vô biên, được đi sáng tỏ nhân rằng thỉnh pháp thủy vị nơi đây, ngưỡng mong chân pháp thịnh hành, nào thâm nhập tạo lành như nay. Con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đầu tràng thành kính lễ cung thỉnh Hòa Đại Bạc Tôn Nhân Minh Đinh Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính lễ của Thượng Thừa Sư, kính lễ chư Công Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Sau những bài học cuối tuần chỉ đạo ở trong Bát Chánh Đạo, chúng ta hôm nay đi phần sau cùng của Đạo Đế, đó là phần tổng kết để chúng ta có dịp nhìn lại Bát Chánh Đạo sau khi mà chúng ta có những chi phần. Điều này người biết là cái gì, người đại chúng biết cái toàn diện của một ngôi chùa nữa. Ví dụ như ở ngôi chùa là chùa của tăng hay chư Thích Khứu Ni, chùa thuộc phái nào, mà đó là chùa của công hay là một ngôi chùa thiền cho những người tu thiền tịnh tu chẳng hạn. Cái chung và cái riêng nó đều cho chúng ta những cái để biết xác thực, và từ đó lời lạc. Và thưa quý vị, Bát Chánh Đạo, nếu mà chúng ta nói một cách rất là lý thuyết về pháp học, thì một người có thể chọn từng Phật ra để thực hành ở trong đời sống, và không nhất thiết là nó phải liên hệ đến cái kia. Thí dụ sát sanh hại vật không được, không làm, và chính mạng cũng là một phần của biên đề cảm trong đạo. Đúng không phải là sai, nhưng mà không hẳn là đối với chánh kiến, chánh tư duy, và đặc biệt là đối với chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và Bát Chánh Đạo được
hai nền giáo dục Tây và Đông Phương. Mắt cánh đạo là một giáo dục nội tại. Là nhân loại có khiến chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ví dụ như các em trong gia đình cũng học về tứ diệu đế, học về bát chánh đạo, và người Phật tử bình thường cũng có thể nghe sư tăng đảng cái nào chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và đem áp dụng riêng lẻ từng pháp đó vào trong đời sống. Điều đó cũng tốt thôi, chứ không có chuyện gì mà gọi là sai hay là không đúng. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái nhìn đạo biến giữ nguyên. Nó gần hơn là chúng ta có thể áp dụng từng phần, và chúng ta cảm thấy rằng mình không tu được 8 bát chánh đạo thì tu được 3, được 5. Phương tiện là đối với ở đây đó, thì câu trả lời của Đức Phật cho thế nào là con được những con theo định nghĩa rất đúng, rất hợp mà Đức Phật dẫn đến niết bàn, dẫn đến lực tịch tịnh không. Và cũng qua câu trả lời này thì chúng ta thấy rằng bát chánh đạo là một sự thực hành để thay đổi một cái căn bội lớn ở trong đời sống, là sự khao khát của tất cả chúng ta. Chúng ta luôn luôn mong mỏi đi tìm, chúng ta luôn luôn không có thỏa mãn, dù chúng ta là ai, ở tuổi nào, có được cái gì vậy đó. Đời sống của chúng ta có một căn bệnh bây giờ biết thỏa mãn, do vậy chúng ta đã rung rủi từ điểm này sang điểm khác, từ đời này đi tìm cái này sang cái khác, và khi đã bỏ công có một cách đơn giản, có người nào đó nghĩ rằng một việc lớn trọng nhất có địa vị, rồi thì người ta nghĩ đến chuyện khác, làm sao xây dựng một mái ấm gia đình. Xây dựng mái ấm gia đình xong thì họ nghĩ làm sao mà tạo nên sự nghiệp lớn trong cuộc đời. Nó không biết có bao nhiêu là những rộng, chúng ta cứ đi tìm, cứ bỏ ra nửa ngày giờ ngồi yên trong phòng, trong sự yên lặng thì chúng ta sẽ nhận ngay các ái. Trong sự yên tĩnh đó,
nó vẫn muốn đi tìm cái gì đó, vẫn muốn làm cái gì đó để thỏa mãn. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều rằng, ngay cả khi chúng ta có điều đó rồi, không có nghĩa là chúng ta dừng lại, không có nghĩa là chúng ta được điều đó rồi ta mãn nguyện. Cái chữ mãn nguyện nó vốn không có khi mà các ái vẫn tồn tại. Và để đối trị cái khác ái này, không phải chỉ nói, không phải chỉ lên án, không phải chỉ đích thì là ồ cái đó là xấu, thì có nghĩa là chúng ta sẽ vượt qua khác ái rồi. Mà nó cần một sự tu tập toàn diện. Sự tu tập đó Đức Phật này gọi là như, có ba phần là giới vững, định vững và tuệ vững. Và khi mà chúng ta nói giới định, giới quẩn, định quẩn và tuệ quẩn đó, thì quý vị rất là rõ ràng là mình phải làm một cái gì đó, phải thực hành một cái gì đó, suy nghĩ bằng tâm ý. Lấy ví dụ như Phật tử rằng mình phải có từ với chúng sanh, phải nên đối xử với chúng sanh bằng cái tâm từ mẫn, thì chuyện đó mình đồng ý, mình nghe mình đồng ý. Nhưng mà nếu chỉ đồng ý và nó đưa chúng ta đến một cái thái độ là không bao giờ là khổ ai thì cái đó cũng tốt, nhưng mà nó không có nghĩa là chúng ta đang thực sự làm một cái gì đó. Khi mà Đức Phật này nói đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì thưa quý vị, không có nghĩa đơn thuần là chúng ta đồng ý mình không làm cái đó là đủ, mà nó còn phải đi chung với cái gì khác. Thì ở đây nếu quý vị đọc kỹ ở trong bài học này, tới bây giờ pháp hành đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chính cái chi phần gọi là định quẩn, là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, đó là sự thực hành, đó là cái gì đó, là căn bản của một người tu tập. Và khi nói đến định quẩn thì trong mắt chánh đạo đặc biệt chú trọng đến chánh niệm hay là tu tập tứ niệm xứ. Từ sự tu tập tứ niệm xứ đó thì chúng ta mới thấy cái giá trị của chánh định. Từ sự tu tập của tứ niệm xứ đó thì chúng ta mới thể hiện sự tinh tấn. Và từ cái sự tu tập định quẩn thì chúng ta thấy cái nhu cầu kiên quyết phải có, đó là để định quẩn được tu tập, được phát triển và có đời đạt thực sự, thì người đó phải có giới quẩn. Nếu mình vẫn sát sanh, vẫn nói dối, nói những lời vô ích, vẫn nuôi mạng sinh kế bằng cách, thì cho dù chúng ta cố gắng tu tới đâu đi nữa cũng không có, chúng ta cũng không có tiến bộ ở trong con đường tu tập của mình. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là một người phải là mình muốn trao dồi kiến thức thì mình phải có một cái cơ sở, giống như một sinh viên trong đại học. Chúng ta phải có thí dụ về triết học, chúng học về từ cái ngành đó đó, nó là cái căn bản nền tảng ta mới về lý học, về nhân chủng học, chúng ta biết một ít về chính trị học, vân vân.
cái này cái kia nó bổ sung, nhưng cái xã hội học nó vẫn là. Thì bây giờ một cái đời sống mà thật sự tôn đúng nghĩa theo giáo lý tứ đế, tôn đúng nghĩa giáo lý tứ đế là tu để đối trị khác ái, tu để chứng ngộ niết bàn là diệt trừ được khác ái, dập tắt khác ái đó. Thì cái sự tu tập đó đó, nó phải có một cái cơ sở. Và cái cơ sở ở đây Đức Phật kể dạy đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là cái khả năng mà trau dồi hai thứ niệm và định. Và do niệm và định á, thì chúng ta có được hai cái lợi lạc là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm giải thoát tức là nội tâm có định lực, và tuệ giải thoát là nội tâm có tuệ lực. Định lực và tuệ lực, định lực và tuệ lực đến từ chánh niệm và chánh định. Và cái khả năng đào thải bất thiện pháp, thành tựu thiện pháp trong lúc tu tập thì nhờ vào chánh tinh tấn. Thì như vậy đó, một người tu tiến niệm xứ thì người đó mới thật sự là tu tập tâm học. Và tu tập tâm học á thì mới thật sự gọi là áp dụng bát chánh đạo vào trong đời sống theo pháp hành. Ý chúng tôi muốn nói là khi mà chúng ta áp dụng bát chánh đạo như là toàn bộ liên kết liên hợp với nhau đó, thì lúc bây giờ nó mới mang ý nghĩa của cái gọi là pháp hành, mang ý nghĩa gọi là tam học, nếu quận định quận tuệ. Còn nếu chúng ta hiểu bát chánh đạo như là những điều luân lý, như là những nguyên tắc tốt đẹp, thì điều này có tất cách lý thuyết. Và nếu chúng ta áp dụng bát chánh đạo một cách rời rạc, một cách phiến diện, thì chuyện đó không vô hại, không có sao hết. Nhưng mà tám điều này đó, nó không thể gọi là chi phân được. Bởi vì trong cái chữ Atthangvika Magga là từ bên châu, dịch là thánh đạo tám ngày, thánh đạo tám, thánh đạo tám chi phần, tức là một phương pháp mà có hội đủ cả tám chi phần. Và tám chi phần này có nhiều cách nhìn, chúng ta nhìn theo giới định tuệ tức là tâm học cũng được, nhưng phải có một cái sự thực hành nào cụ thể, và sự thực hành đó nó dung nhiếp cả tám chi phần. Thì ở đây thưa quý vị, chỉ có một lối sống, một lối sống duy nhất mà có thể gọi là thể hiện cả tám chi phần trợ lực với nhau, đó là tu thiền tứ niệm xứ. Tại sao vậy? Tại sao nói tu thiền tứ niệm xứ? Chúng ta không thể nào mà áp dụng bát chánh đạo mà không có phần định quẩn. Và trong phần định quẩn á, nó thật sự chỉ có ý niệm là chủ tốc chốt lực. Và chánh niệm đó đi với chánh tinh tấn. Còn nếu chúng ta chỉ tập trung mà không có chánh niệm, mà hiểu của chúng ta khi mà đạo trực là khi nào chúng ta ứng dụng như tam học, và ở trong tam học đó thì chúng ta hành chánh niệm, ở đây là hành, thì chánh tinh tấn mới có ý nghĩa, chánh định mới có cái nhu cầu cần thiết. Và từ cái định quần thì chúng ta mới có cái điều kiện tiên quyết là giới quần, và từ đó chúng ta sẽ thành tựu xa hơn là thành tựu về về cởi quần. Nếu chúng ta đọc vào trong thanh định đạo đó, thì thứ vị cái giới định, tâm định, kiến định đó, có thể nói rằng giới là giới quần, tâm định là thủ tiện định quẩn,
và kiến định thuộc về tuệ quẩn. Nhưng mà những cái ở phía sau là đoạn nghi định, hay là đạo phi đạo tri kiến định, hay là đạo tri kiến định, và cái đó đó nó nằm ở trong phần tuệ quẩn. Dạ, nằm tuệ quẩn được khai triển xa hơn. Tại dù là mình nói bát chánh đạo, hay là mình nói về tâm học, hay là mình nói về thất tịnh, thì thành ra nó là nhiều cách diễn, khu diễn khác nhau. Nhưng mà có một điểm như vậy là chúng ta có cái thí dụ trong cuộc đời mình có học nhiều thứ, nhưng mà có những thứ chúng ta có thể học rời rạc. Ví dụ bây giờ quý Phật tử thích thì quý vị vào trong YouTube học nấu ăn, quý vị thích thì quý vị vào trong YouTube học về cách làm cái gì đó, vân vân, thì chúng ta học rời rạc cái chuyện đó không thích. Nhưng mà bảo rằng để chúng ta có thể có một cái nền giáo dục tốt, hoàn chỉnh, thì chúng ta phải có trường lớp. Và khi mà học trong trường lớp á, thì nó bắt buộc phải có thứ bậc tiểu học, trung học, cao học. Mà trong mỗi một cách đi học á, thì nó phải có nhiều môn. Và những môn này đó, nó đòi hỏi là chúng ta phải có đủ kiến thức tổng quát. Không thể nào mà một người mà có nền giáo dục tốt mà họ chỉ biết về khoa học không, không biết về nhân văn, hay có một người giỏi về địa lý sử ký mà không biết về toán học, thì nó không có. Tại vì sao? Vì những môn học nó liên hệ lẫn nhau. Khi người ta làm một cái curriculum, một cái giáo trình cho trọn cả tiểu học, trung học, đại học, thì người ta bắt buộc đem vào trong đó những thứ mà họ nghĩ rằng tất cả đều là những thành tố quan trọng để có một nền giáo dục lớp lang có hội đủ những môn cần thiết thì bát chánh đạo. Vì chúng ta nói một cách bình thường thì chúng ta sử dụng chánh kiến, cả chánh tư duy. Thí dụ bây giờ buổi sáng mình thức dậy mà trong tâm mình khởi lên kỷ niệm hận thù quan kết, và mình tự nói chính mình rằng đây là tà tư duy, đây là cái gọi là sân tư duy, đây là hại tư duy, mình phải diệt trừ nó đi, thì cái đó đó nó cũng là một sự tu tập chánh tư duy. Nhưng mà cái chánh tư duy đó đó nó cũng chưa chắc là một chi phần ở trong bát chánh đạo. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Cái chánh tư duy mà một chi phần bát chánh đạo là chánh tư duy đó phải là liên kết, liên hợp, bổ trợ cho những chi phần khác, và bổ trợ cho chánh kiến, chánh người, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và khi mà tám chi phần này được xem thể hiện tư niệm xứ, không hiểu chánh niệm là một khiến cho bát chánh đạo thì thực hành khiến cho chúng ta như là thế. Khi một người vào tu tứ niệm xứ thì người ta sẽ hiểu rằng là mình cần đến chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, cần hết, và cái nào cũng cần. Và cũng giống như là khi mà chúng ta vào thi ở trong trường, và trong thi chúng ta phải thi có một môn mà hầu như cái gì chúng ta cũng cần. Ở bên Mỹ này, thí dụ như người ta có cái bằng tương đương trung học phổ thông bằng GED chẳng hạn, và khi mà chúng ta thi GED bắt buộc là chúng ta phải có cái kiến thức tổng quát. Không thể nào nói tôi chỉ thích về môn điện toán hay muốn về khoa học mà chúng tôi không thích về nhân văn, hay tôi chỉ thích về nhân văn chứ chúng tôi không thích về điện toán, về khoa học, không phải. Và tất cả đều cần, nên chúng ta cần phải xác định rõ và hiểu rõ là lý do tại sao mà bát chánh đạo được nói qua pháp học, bát chánh đạo được nói qua pháp hành, bát chánh đạo được áp dụng như thế nào. Thì ban đầu chúng tôi có đề cập đến một điểm là một cái căn bệnh trầm kha muôn thuở của chúng sinh đấy,
Mà căn bệnh này đó, nó là nguyên nhân của sanh tử, nguyên nhân của đau khổ và nguyên nhân của rất nhiều hệ. Đó là sự khao khát. Ở đây chúng ta nên hiểu khao khát nó không đơn thuần là một thứ bản năng, mà nó còn là một thứ động lực. Và khi mà chúng ta có tu tập rồi thì chúng ta hiểu rằng khao khát chỉ là khao khát. Nhưng bây giờ mình khát nước là do mình cần nước. Nhưng sự khao khát của tanha nó không giống như vậy. Nó là khao khát nhưng không nhất thiết là nó cần cái đó. Ví dụ mình muốn nhà lầu, muốn xe hơi, muốn cái này, muốn cái kia, không nhất thiết là mình thật sự cần cái đó. Không có muốn sống được như mình có khao khát. Hay là một người đã có tất cả rồi nhưng mà cũng muốn bày ra trò này, bày trò kia, làm cái nọ, bởi vì người ta nói rằng có những nhà giàu, đại gia, những tỷ phú họ có những buổi tiệc cắt tán. Và những buổi tiệc cắt tán này đó, nó có thể dẫn họ đến cái sự thân danh bại liệt, hay hoặc giả là có thể là suy nhược về sức khỏe, vân vân. Nhưng mà tại sao người ta cần thế này? Là tại vì khi người ta có tiền, người ta đó khi nào mình đói á, thì nghĩ cái gì để chấm đầy bao tử. Và khi mình no rồi đó thì bắt đầu nghĩ đến danh lợi. Mà khi mà được danh lợi rồi đó thì mình nghĩ đến tình dục, mình nghĩ đến chỉ này chứng kia. Và con người tiếp tục khao khát, con người tiếp tục đi truy tìm. Và cái tanha đó là cái Đức Phật gọi là nguyên nhân của sự đi tìm kiếm chỗ này chỗ kia, không bao giờ cảm thấy đủ. Và do nó luôn tìm kiếm mình nên nó đã tạo tác ra nhiều thứ của cuộc sống, tạo tác ra toàn bộ đau khổ, làm cái nhân sanh tử mà chúng ta biết là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Đó là những từ chuyên môn của Phật pháp nói như vậy. Thì cái sự tu tập bát chánh đạo, nếu chúng ta đọc lại, nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là một cái sự tu tập có tính cách là niên mật và toàn diện. Niên mật có nghĩa là phải thực hành liên tục, phải thực hành thường xuyên trong đời sống. Các vị thiền sư thường hay có cái thí dụ là có những việc mà khi mình làm đòi hỏi sự liên tục, đòi hỏi sự miên mật. Thí dụ như mình nấu cơm, không ai nấu cơm trong 5 phút rồi tắt lửa, rồi sau đó tiếng 2 tiếng hồi cũng mở lửa nữa, rồi mở lửa một hồi tắt rồi mở, rồi nồi cơm nó sẽ đến tình trạng sinh. Đa phần những việc mà chúng ta làm nó không có đặt đến thành, chúng ta làm không có đạt đến công việc. Chúng tôi thưa quý vị Phật tử là những người mà có nhiều khi họ thắc mắc là tại như nói bình thường trời siêu sao rồi cũng có gì hết. Thưa quý vị, đã học nghiên cứu ở suốt cuộc đời của mình, thì cứ thử nghĩ đi. Nếu người học Pali học 1-2 năm rồi bỏ, rồi 5-7 năm sau rồi trở lại học, rồi học một thời gian rồi bỏ rồi học, thì làm sao nhớ được? Chứ tôi đảo cách làm nhớ được cái gì mà mình học đó, mà mình học, mình suy nghĩ, mình làm, mà mình liên tục thì mới nhớ được thôi. Nó như vậy. Hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi cũng nói được một ít tiếng Miên, thưa quý vị, ở Tăng Liên thời gian dài không nói, bây giờ là hoàn toàn quên hết. Tại có những chuyện nó cần đến cái sự liên tục bình định. Và không phải chỉ cần sự liên tục mà bát chánh đạo còn cần đến một thứ nữa, đó là cần đến cái sự toàn diện. Toàn diện cả ba giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, toàn diện cả tám, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư tấn, chánh niệm, chánh định. Dù chúng ta nói cái nào đi nữa thì nó cũng cần đến sự toàn diện. Bởi vì nó cần sự toàn diện đó nên chi được gọi là Atthangika Makko, là thánh đạo 8 ngành hay thánh đạo 8 chi phần.
chi phần ở đây đó, cái chi đạo giống như chi thiền. Chi đạo hay chi thiền, hay giác chi, khi mình gọi là chi đó, thì nó là một thành tố, và nhiều thành tố phải kết hợp trở lại. Thì ở đây tám chi đạo, và tám chi đạo kết hợp cách dung diện thì mới gọi là thánh đạo tám chi phần, hay là thánh đạo tám ngành. Dĩ nhiên là bảo rằng buổi sáng thức dậy mà mình phải thực hành cả tám chi đạo một lúc thì cái này nó không đơn giản. Nhưng mà khi mà chúng ta hành tứ niệm xứ càng đi sâu thì chúng ta mới thấy rằng buổi sáng thức dậy, chỉ riêng về buổi sáng thức dậy ngồi niệm hơi thở, thì trong cái khoảnh khắc mà bắt đầu niệm hơi thở là chúng ta đã phải có chánh đấng, chánh niệm và chánh định. Tại sao trong lúc mà chúng ta ngồi thì buổi sáng có chánh đấng, chánh niệm, chánh định? Là tại vì trong lúc chúng ta vào ngồi đó thì chúng ta ý thức rất rõ là nếu hôm nay chúng ta không ngồi thì thứ gì ngày mai nó lưu sụp. Chúng ta ý thức rất rõ là ở đây có thầy, ở đây có bạn, ở đây có bằng Phật, ở đây là thượng điện, trường tịnh thiền. Chúng ta tranh thủ. Tranh thủ để làm gì? Tranh thủ để ngăn ngừa cái thất niệm và phát triển trao dồi chánh niệm. Cái đó là chánh tinh tấn. Mình ngồi xuống niệm hơi thở, thấy được hơi thở ra, hơi thở vào, thấy được cảm thọ khổ lạc ưu hỷ xả, sanh và diệt, thấy trạng thái tâm lúc này lúc khác, cái đó là chánh niệm. Và cái sự thực hành đó là sự thực hành miên mật bền bỉ giữa cái đó. Có chánh tinh tấn, có chánh niệm, chánh định rồi thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có một thái độ rất rõ ràng với đời sống. Thái độ đó là gì? Thái độ đó là vận dụng thì giờ, vận dụng cuộc sống để thấy rõ cái khổ, để diệt cái nhân sanh khổ, để chứng ngộ sự diệt khổ, và để tu tập dẫn đến diệt khổ. Cái đó là chánh kiến. Và khi một người mà có chánh kiến rồi thì thứ gì đó sẽ không để vướng bởi ba thứ hại tư duy, tức là cái ý nghĩ của cái ý nghĩ của sân hận, cái ý nghĩ của thù oán, mà những thứ đó đó mà nó còn lãng vãng, còn đây đó rộp, thì chúng ta không thể nào tu tập thực tình được, thiền được. Và như chúng tôi nói, nếu chúng ta vào trong trường thiền sẽ thấy rằng một khi đã tu tiến niệm xứ rồi, một khi đã bắt tay vào cái chuyện tu tập thiền quán rồi, là mình thấy coi chừng lời nói nó vô ích đó, nó cũng làm hỏng sự tu tập. Đừng nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời sai quấy, nói sai sự thật, là mình phải có chánh ngữ, không làm ác nghiệp. Còn sắc sanh trộm cắp và hạnh thì không thể nào mà có thể tu tiến bộ được, mặc dù có những nhiều phút mình ngồi với tất cả mọi người không tiến bộ được. Và chúng ta cũng hiểu sự sống tồn tại mỗi ngày trong cái cách thế mưu sinh, nếu mà mưu sinh bất chánh mà cái gây tổn hại chúng sinh khác thì chúng ta tu tập cũng không có tiến bộ. Vì vậy ở các trường thiền người ta khuyên là những thiền sinh vào trong đó, như là trường của anh ca chẳng hạn, phải chấp nhận là cái ăn cái mặt của mình là do thiền đường chu cấp,
Và những gì ở thiền đường chúng tập đó là do những người Phật tử phát tâm không sạch. Và cái người mà tu tập đó, thì phải có một cái ý hướng là mình đang hội dụng vật thực của những người có tâm công phụ trì. Nếu mình không tu, tu không đàng hoàng là mắc nợ họ. Nếu mình không tu, tu không đàng hoàng là mình đang phí phạm cuộc sống, mình phí phạm người đó. Thì như vậy cái đó nó là một ý thức về chánh mạng. Ý thức về chánh mạng tức là nhận thực phẩm hợp đạo, dùng thực phẩm cách hợp đạo và một cách xứng đáng với những gì mà thực phẩm được cho, được cung ứng. Chỉ có một cái người mà sống trong trường thiền thì người niệm mới có khả năng áp dụng một cách cụ thể, một cách lợi lạc tám chi đạo. Nhưng mà nói như vậy không nghĩa là trong đời sống hàng thì chúng ta hoàn toàn không tu được, cũng có được vậy. Ví dụ như mình nói chánh tư duy là không có dục tư duy, không có sân tư duy, không có hại tư duy, thì chúng ta cũng tâm niệm là khi mình nhìn mình có tài dục đó tránh khi nhìn được. Nhưng mà chúng tôi nói vì như vậy là nếu chánh kiến, chánh tư duy, chánh người nghiệp chánh mạng thì không thể thành tựu một điều mà chúng ta gọi là thánh đạo tám ngành hay thánh đạo tám chi phần. Thánh đạo chính cần phải là tám pháp. Đồng sự bổ trợ khi mà mình áp dụng những nguyên tắc rất đẹp, nhưng mà bắt chính đạo như những cái thành tổ tám thành trong cái phương pháp hành trì dẫn đến đoạn gì đau khổ là một chuyện khác. Giữa pháp học có sự sai biệt về phương diện này. Thưa Phật tử, đề cập đến bát chánh đạo thì chúng ta có rất nhiều những bài học đặc biệt rất là quan trọng. Quan trọng đối với cá nhân, quan trọng đối với sự tồn tại của giáo pháp. Nếu chúng ta để ý khi mà mình học vào trong chánh tạng và ghi lại những câu chuyện của Đức Phật và chư vị thánh là chư Phật, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nếp sống mà Đức Phật Ngài thể hiện và Ngài truyền dạy cho chư tăng thời Đức Phật còn tại thế là một cái lối sống để ứng dụng nhiều chuyện đối với bát chánh đạo. Ví dụ như là những người Phật tử cũng như những ngoại đạo đều biết là Đức Phật là chư tăng từ sống trong cái tu viện hay sống ở trong một cái nơi nào đó. Khi các ngài hiện diện, dù là chùa Kỳ Viên, dù là chùa Túc Lâm hay là vườn xoài của Chivaka, thì thứ gì các ngài vẫn giữ cái sự trang nghiêm thanh tịnh. Tại sao vậy? Sự trang nghiêm thanh tịnh đó nó vốn là một cái định lệ chung cho chư Phật. Chư Phật không có sống ở nơi ồn ào nguyên đáo, chư Phật luôn sống trong cảnh giới trang nghiêm. Nhưng mà điểm thứ hai đó là cái sự thanh tịnh đó, nó là một cái bối cảnh thích hợp cho cái sự tu tập chánh niệm. Và nếu chúng ta như đó là một cái
pháp mà nền tảng xem như sự sống của Đức Phật và các đệ tử mà chúng ta đọc ở trong kinh. Khi các ngài không có bận rộn chuyện gì đó thì các ngài gọi là trú niệm trước mặt hay là ăn cúng vào hơi thở. Ngài sư Phật đã làm như vậy, mà dù ngài là vị đã hoàn toàn giải thoát để giấc của trí tuệ, nhưng mà trong lúc ngồi kế bên Đức Phật thì ngài vẫn ăn trú niệm và hơi thở. Và bản thân của Đức Phật có những thời gian 3 tháng liên tục ngày dưỡng sức, và sau 3 tháng là cái lời lạc. Như vậy thì chứ không phải đó là một điều chỉ nghiêng về lý thôi. Như vậy ngày hôm nay thưa quý vị, trong phần tổng kết của Bát Chánh Đạo, chúng tôi xin được nhắc lại ở đây một vài điểm là Bát Chánh Đạo thể hiện và áp dụng cho cả hai phương diện pháp học pháp hành. Nhưng mà khi áp dụng pháp hành đó thì chúng ta có thể gọi Bát Chánh Đạo đó là một sự thể hiện qua giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn qua tam học. Và chẳng những vậy mà có thể được nhìn từ một góc quan sát cho thất tịnh chẳng hạn, nhưng mà tất cả đều không có gì khác nhau, là hoàn toàn giống nhau thôi. Đây là một vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong cái bài học cuối cùng để tổng kết về Bát Chánh Đạo. Và bây giờ tiếp theo thì xin được thỉnh Hòa Thượng Thầy Siêu. Không biết Hòa Thượng Thầy Siêu có mặt ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Thầy Siêu đang có mặt ở trước máy, xin Hòa Thượng Hòa Nghị chia sẻ đôi điều liên quan đến đề tài Bát Chánh Đạo hay là Đạo Đế ở trong phần tổng kết này. Kính thay mặt đại chúng cùng chính Hòa Thượng. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử, vừa rồi chúng ta đã nghe cái bài giảng của Thượng Nhân tổng kết về Bát Chánh Đạo, con đường hay đạo lộ đưa đến diệt đế, tức là đưa đến Niết Bàn. Trong khi chờ đợi nha, Hòa Thượng Giác Đẳng có vài câu thảo luận với Chư Tăng. Chúng tôi xin thể theo lời yêu cầu của Hòa Thượng Giác Đẳng, chúng tôi chia sẻ một vài điều ở trong bài học này. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nói đến Bát Chánh Đạo thì chúng tôi thường được nghe cái dịch từ gọi là Ariyo, Athangiko, Mako. Athangiko, Ariyo, Ariyo Thánh Đạo, tám chi phần. Thánh Đạo tám chi phần. Ngoài cái từ Ariya Magga, ở đây chúng ta phải hiểu được hai
Nếu mà cái nghĩa danh từ Ariya là bậc thánh thì chúng ta hiểu thánh đạo như là một con đường mà chư vị thánh như Đức Phật Ngài đã đi để đạt đến Niết Bàn. Còn nếu chúng ta hiểu cái nghĩa danh từ, nghĩa tính từ, nghĩa tính từ Ariya có nghĩa là cao, cao quý, cao cả hay cao thượng, là một con đường cao thượng, một cái đạo lộ cao quý để chuyển hóa một con người phàm phu tầm thường trở thành phi thường. Nó là trở thành thánh. Và khi mà chúng ta nói đến bát chánh đạo thì theo thắng pháp cũng như được giải thích ở trong các vị giáo thọ và một thầm mắt thơ sà gá thì ở đây nó gần có hai chánh đạo siêu thế. Nếu một cách khác đó, tức là và con đường thực nghiệm là 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. Thì những cái tâm có bát chánh nghiệp là chánh tấn chánh niệm và bát chánh đế và đồng loạt, hay ngồi vào thượng tịnh sự ngày gọi là nhất định và đi chung. Ở đây chúng ta phải hiểu và có nghĩa là không thể tâm siêu thế không có bát chánh đạo. Và khi mà bát chánh đạo sanh khởi ở trong tâm siêu thế là có đủ đồng loạt 8 chi phần, chỉ ngoại trừ ra tâm siêu thế nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Cái tâm đạo quả, nhị thiền đạo quả, tam thiền đạo quả, tứ thiền đạo quả, ngũ thiền thì nó bỏ cái chi tầm do cái tính chất là chi thiền được loại trừ hay là vắng mặt. Chứ còn nói chung tức là bát chánh đạo, nếu đối tâm siêu thế mà nói hẹp á, nó có 8 4 đạo 4 quả thì luôn luôn phải có bát chánh đạo đầy đủ, vì đó là chứng nghiệm. Nó phải có cái sự hiện khởi loại. Cũng như là Đức Vua khi mà cử binh đi đánh giặc
thì tùy theo trường hợp mà đưa ra một loại binh chủng. Chỗ này thì đánh bằng, chỗ kia đánh bằng xa binh, mã binh, hay là đánh bằng bộ binh. Nhưng khi mà vua dừng cái cuộc lễ cho quân đội diễn hành để phô binh chủng đó đều có mặt trong cùng một lúc, tôi phải hiểu vậy. Đó là lãnh đạo. Khi nói đến lãnh đạo thì chúng ta không có định nghĩa như là chúng ta định nghĩa thông thường. Thí dụ như khi chúng ta nói chánh ngữ, tức là cái lời nói chân chánh, từ bỏ cái lời nói bất chính, tức là từ bỏ nói dối, từ bỏ nói đâm thọc, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói vô ích. Đây đó, khi mà chúng ta nói đến chánh ngữ ở trong cái kinh đạo của sư thế thì không có định nghĩa vậy. Mà bắt chánh đạo trong tâm sư thế có nghĩa là khi có cái chi đạo chánh ngữ tưởng và các ác bất thiện pháp hay là những phiền não liên quan đến tà ngữ đó được đoạn trừ. Chánh nghiệp cũng vậy, khi mà chi đạo chánh nghiệp hiện khởi thì những ác bất thiện pháp đến tà nghiệp và những cái phiền não thuộc về tà nghiệp nó được đoạn trừ. Hướng như thế mà chúng ta hiểu thì ở đây hễ có mặt chi đạo, có mặt chánh đạo thì phiền não mà thuộc về tà đạo nó được đoạn trừ, chỉ vậy thôi. Cái đó là cái sự chứng nghiệm. Còn thứ hai đó là chúng ta nói đến tập chánh đạo tu tập ở đây hay gọi là bát chánh đạo hiệp thế, nhưng mà trong bát chánh đạo hiệp thế đó thì nói rõ hơn là bát chánh đạo hiệp với cái tâm thiện dục giới. Thì ở đây bát chánh đạo này nó nhất định và đi riêng, nhưng có những cái chi đạo mà nó thường xuyên có mặt, luôn luôn có mặt ở trong cái tâm thiện. Thí dụ như chánh cần, tức là tâm sở cần, hay là chánh định thuộc về tâm sở nhất hành, hay là chánh tư duy thuộc tâm sở tầm. Nó là những cái tâm sở tha, nó có mặt ở trong tâm thiện thường xuyên.
Nhưng mà về ba giới phần đó, không phải lúc nào cũng có cái tâm thì giới. Khi nào một người giữ tránh thì lúc tâm sở giới ngữ có mặt tương ứng với tâm thiện, nhưng mà chánh nghiệp không có, chánh mạng không có, không có mặt. Khi nào có cái sự kiên tránh hay là chừa bỏ cái hành động tà, gọi là tà nghiệp, thì lúc bây giờ tâm sở chánh nghiệp mới có mặt. Và lúc đó, ngay trong thời điểm đó thì tâm thiện dục giới nó không có tâm sở chánh ngữ, không có chánh mạng. Chúng ta phải hiểu như thế. Cho nên chánh ngữ, chánh thiện, chánh mạng ở trong thiện vô dục giới là bất định và đi riêng, nó không bao giờ nó đi chung với nhau được. Bởi vì mỗi một cái chi đạo tu tập có một cái lĩnh vực khác nhau, có cái sở hành khác nhau, có cái tính chất khác nhau, cho nên nó không có đi chung. Cũng như trí tuệ vậy, chúng tôi gọi là chánh kiến, nhưng mà thực ra tâm tuệ khi mà nó phối hợp trong tâm thiện dục giới đó, nó làm nhiều việc chứ không phải hoàn toàn là chánh kiến. Như một người ngoại đạo bên ngoài khi mà họ làm một cái việc thiện gì đó, một việc tốt nào đó, và họ có cái sự cân nhắc suy tư, thì lúc bây giờ cũng làm bằng cái tâm thiện hợp trí, nhưng lúc đó không phải là có chánh kiến. Bởi vì đối với họ thì họ đã quen, đã thường xuyên chấp về tà kiến, cho nên họ chỉ dùng cái trí tuệ cái việc nào nên làm và việc nào không nên làm lúc đó thôi, chứ họ không có biết về cái vấn đề nhân quả, nghiệp báo, hay là không biết về cái khía cạnh pháp nào cần phải biến tri, cần phải đoạn trừ, pháp nào cần phải đắc chứng, pháp nào cần phải tu tập, họ không có biết. Tức là trên cái khía cạnh tứ đế họ không có biết. Thì như vậy lúc đó họ không có chánh kiến. Cho nên chúng ta tu tập, cái buổi đầu là chúng ta tu tập bát chánh đạo bằng cái tâm thiện dục giới, hay là tâm đại thiện của Salacitta, thì chúng ta tu tập từng chi phần một. Tức là có lúc thì chúng ta trao dồi cái chánh kiến, chúng ta học hiểu Phật pháp cho đúng, chúng ta loại bỏ những cái hiểu biết sai lầm, một cái nhận định sai lầm thuộc về tà kiến, vân vân. Chúng ta thí dụ như bây giờ, trước đây đó thì chúng ta tin vào cái định mệnh tốt chúng ta tin pháp để số
không phải như thế. Đối với là phiền não luân hồi tạo ra nghiệp luân hồi, tạo ra rồi nghiệp luân hồi nó tạo ra quả luân hồi vậy thôi. Cho nên ở trong quá khứ biết rằng mình đã tạo nghiệp xấu, thì ngay trong hiện tại mình tạo cái nghiệp tốt để mà mình chuyển hóa, mình chỉnh sửa lại trong tương lai cái hướng nó tốt hơn. Chứ chúng ta không phải hoàn toàn là chúng ta tin vào cái định mệnh. Thì cái đó gọi là có chánh kiến, hay là chúng ta luyện tập, chúng ta tu tập chánh kiến là chúng ta nhìn trước đây chúng ta hay chấp về thường, thường tưởng, lạc tưởng, ngã tưởng, tịnh tưởng, tức là luôn luôn chúng ta chấp theo thường lạc ngã tịnh. Bây giờ chúng ta có tu tập, có biết được pháp thì chúng ta biết rằng các pháp huy là vô thường, các pháp huy là khổ do vô thường, các pháp huy là vô ngã do vô thường khổ. Khi mà chúng ta biết được như vậy được gọi là có chánh kiến. Hoặc là khi mà chúng ta tu tập về chánh kiến đó, chúng ta học, chúng ta biết rõ cái gì là bất thiện, cái gì là căn bất thiện, cái gì là thiện và cái gì là căn thiện, thì như vậy là chúng ta đang trao dồi chánh kiến. Chúng ta thấy tư duy, tức là khi mà dục tư duy, một cái tư tưởng tham đắm đối với dục lạc vũ trần nó sanh khởi, chúng ta nhận thức được, dẹp bỏ cái dục tư duy đó để trở thành cái ly dục tư duy, tức là chúng ta suy nghĩ không bó tham đắm, rồi vô sân tư duy, bất hại tư duy, chúng ta không chấp nhận ba tà tư duy đó nó có mặt, mà chúng ta tìm cách để chúng ta dẹp bỏ, để cho cái tư tưởng của mình an tịnh, nó trong sạch, thì như vậy gọi là tu tập về chánh tư duy. Chúng ta tu tập giữ giới, tu tập chánh ngữ, tức là chúng ta giữ giới, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích. Chúng ta tu tập về chánh ngữ là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Chúng ta tu tập về chánh mạng là chúng ta nuôi mạng chân chánh do chính bàn tay của mình lao động, hay mồ hôi nước mắt mình đổ ra để mà chúng ta đổi lấy tiền bạc tài sản mà chúng ta sống. Chúng ta không có lương lẹo, chúng ta không có gạt gẫm người khác, không có trộm cướp người khác để mà chúng ta lấy xài, thì như vậy đó được gọi là tu tập chánh mạng. Chúng ta tu tập như thế. Rồi chánh tinh tấn là chúng loại trừ những cái ác bất thiện pháp chưa đã sanh, hoặc là ngăn ngừa ác bất thiện pháp chưa sanh. Tu tập những thiện pháp chưa có, những thiện pháp đã có thì mình tu tập để duy trì. Đó là chúng ta tu tập từng phần chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định cũng như thế. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập từng phần trong bát chánh đạo bằng cái tâm thiện dục giới đó, cho đến rồi thì có một lúc nào đó thì lúc đó là giới định tuệ nó sanh khởi. Có những người
có những người là một kỹ nữ hay là một tên hung ác, một vị bà la môn bán bổ, nhưng mà khi nghe Đức Phật thuyết pháp là do cái tiền nghiệp của họ đã thuần thục về bát chánh đạo, nó quen đi, cho nên bây giờ khi mà nghe Đức Phật lại khơi dậy, bởi vì họ bị cái sanh hữu che lấp cho nên họ không có nhớ biết, mà được một vị chánh đẳng giác khai thị nhắc lại cho họ nhớ, họ biết, thì lúc bây giờ bát chánh đạo nó khởi lên, và khi đó họ chứng được đạo quả Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì ở đây chúng ta phải hiểu, chúng ta không có quyền lựa chọn giữa cái bát chánh đạo tu tập và bát chánh đạo tu chứng, mà chúng ta phải tuần tự. Có nghĩa là trước tiên là chúng ta phải dùng cái tâm thiện nhục giới để mà chúng ta tu tập, rèn luyện, trao dồi từng phần, từng chi phần chánh đạo, rồi sau đó chúng ta được đạo quả đó, bát chánh đạo sẽ sanh khởi đồng loạt. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu, qua cái bài giảng của Hòa Thượng Giác Đẳng, trong thời gian chờ đợi Hòa Thượng soạn câu hỏi với Chư Tăng. Rất là hoan hỷ hôm nay có đầy đủ các vị giảng sư, Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân. Bây giờ xin thỉnh quý ngài giúp cho cái phần thảo luận. Sáng mai thì chúng tôi phải đi sớm, để ngày mai tới cái ngày chúng tôi đi dạy trên học viện rồi. Cho nên rất là hoan hỷ, Chư Tăng hoan hỷ giúp cho cái phần thảo luận. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, kính trưng Phật tử Tây Sư. Với những gì thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa kính thưa thượng tọa, dạ thượng tọa thượng thư. Thì tôi đang, người ta nói đến sự đắc chứng đạo quả hay nghĩ đến cái chuyện mà công đức, mình phải buông công bồi đức thì mình mới chủ gọi là đạo quả viên thành. Bởi vì có nhiều người để công đức thì họ bố thí, họ làm việc thiện vân vân, nhưng mà có người học về bát chánh đạo thì nhìn về bát chánh đạo thì có vẻ như là không biết là ở trong tám di đạo này sao lại vắng mặt một số những cái pháp mà tạo cái công đức, ví dụ như là bố thí chánh hạnh, ví dụ như là phục vụ phụng sự chúng sinh chẳng hạn, mà bát chánh đạo đó chỉ là hành trình có tám phần ở trong việc mà quân tu giới định tuệ để thành tựu trong giải thoát và đời giải thoát. Thì có người khi đọc bát chánh đạo thì hỏi thì tòa Pháp Đăng là tại sao sự tu tập ở đây thấy có vẻ như mình không có tạo công đức gì hết, thì làm sao mình thành đạt về đạo quả. Thì kính thỉnh tòa quan hỷ cho lời giải thích về điểm này. Dạ, con đang kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, con kính lễ nhà mặt từ Đức Đẳng, Thượng tọa Tuệ Quyền, Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Tuệ Kỳ, Tuệ Đức, cùng với Chư Tông Đức Tăng, hiện tại vậy cô phụ nữ hiện tại Phật tử. Thì hôm nay mình học về phần đạo đế đó, thì chúng ta thấy bát chánh đạo từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh trí tuệ, phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì giới phần chánh tâm, chánh niệm, chánh hành, thuộc về định phần. Thì chúng ta không nhìn thấy như là phục vụ hay là bố thí,
cung kính thấy trong đó. Thực ra thì Đức Phật ngày giải ngày có giảng trong cái bài kinh Trung Bộ 40 đại pháp thì ngài vẫn dạy chánh kiến như đến thanh y, chánh kiến như đến đạo chi, chánh kiến như đến sinh giới thì nhiều mặt. Ví dụ chúng ta thấy rằng là chúng ta người mà tinh tội phước rồi chúng ta làm phước, hay là nói chung á, một cái người bố thí như trì giới, hay là cung kính, hay là phục vụ, hay là thỉnh pháp, hay là thuyết pháp, hay là hồi hướng phước, tùy duyệt phước, hay là cả chánh kiến, thì chúng ta hiểu chánh kiến mà được Đức Phật nói trong cái bài 40 đại pháp nó rất là rộng. Cái gì là bây giờ một cái người bây giờ mình nói rằng có nhiều người bây giờ nói rằng cái thời này mình tu đó mình khó đắc lắm, thế bây giờ mình tạo phước bố thí cũng nhiều để xả ly bớt tham ái, rồi mốt mình sanh đời gặp Đức Phật mới tỷ giá thì mình tu nó dễ tiến hơn. Người ta nói như vậy nó cũng không có phải gì sai cái gì. Tại sao mà chúng tôi nói như vậy? Thường thường thì quý vị biết rằng một cái người mà tu tập đó thì chúng ta biết rằng cái ba la mật đó, cái ba la mật như là bố thí ba la mật, thì giới ba la mật hay xuất gia hay là trí tuệ hay là tinh tấn hay là cảm nhận hay chân thật hay chí nguyện hay thành xã đó. Những cái ba la mật này đó thì chúng ta phải tu tập. Chỉ khi nào chúng ta tu tập ba la mật đó ở trong nhiều kiếp mà đó chúng ta gọi là chánh kiến được đến sanh y quý vị. Có nghĩa là cái hiểu đúng đắn của chúng ta đó, chúng ta tạo phước và chúng ta tạo phước để cho cái tâm lực của chúng ta mạnh mẽ lên. Bởi vì thường kỳ thấy cái người muốn chứng đạo quả thuần như chúng ta nghĩ không phải đơn thuần vậy, và cái người đó tạo những cái nghiệp chánh kiến đó cho mình tái sanh làm người tam nhân. Vì thường thường chỉ tái sanh làm người tam nhân á, thì cái sở hữu trí tuệ đó là người tam nhân phải có ba nhân là vô tham, sở hữu vô tham, vô sân, sở hữu vô sân và sở hữu trí tuệ để tục sinh làm người tam nhân. Và khi đó, thì mới nghe được cái lời dạy của Đức Phật và chúng ta hành trì miên mật. Nếu mà chúng ta đủ duyên đó thì chúng ta hành cũng như Đức Phật dạy trong bài kinh Đại Niệm Xứ gì đó, mình có thể hành liên tục như vậy 7 ngày thì có thể chứng một trong hai cái đạo quả A La Hán hoặc là A La Hán, hoặc là mình thầy có thể chứng tu đồ quần, mình có hành có thể 7 tháng 7 năm hoặc là 20-30 năm đi, mình có thể chứng đạo quả tu đồ quần. Nếu không thì mình sanh về chư thiên mình chứng. Đức Phật nói như vậy để chúng ta thấy rằng một cái người mà mình thấy chánh kiến mà ở trong cái bát chánh đạo đó, thì Đức Phật thì nói 40 đại pháp đó thì chánh kiến thì đến sanh y và chánh kiến thì đến đạo chi. Và chánh kiến thì đến sanh y là chúng ta sanh làm người thuận lợi để tu tập cái gì. Chánh kiến thì đến sanh y đó có nghĩa là nếu mà chúng ta tiếp tục á, ví dụ bây giờ một cái người mà rơi vào địa ngục nhà quỷ súc sanh đó, thì chúng ta lại không có thời gian để tu tập, không có thời gian để tu tập, và chúng ta đọa đài trong khổ cảnh đó, thì chúng ta không có tu tập được. Mà chỉ có khi nào chúng ta làm người và chúng ta có thể đi đường thiền tu một tháng 10 ngày hoặc là 5 ngày 2 ngày 3 ngày tu cả đời như vậy. Chúng ta hiểu rằng nếu mà chúng muốn thoát ly đó, chúng ta muốn thoát ly luân hồi đó, nó phải mùi mẫn mà chúng tôi thường gọi là tuệ văn, tuệ tư và tuệ tu đó quý vị. Tuệ văn chúng ta học hỏi cái là giải đức đủ điều kiện hết để chúng ta giác ngộ, đó là chánh kiến. Ví dụ giờ tất cả mọi người đây ai cũng biết bây giờ mình khổ hoặc là mình tật bệnh hay là mình gặp nhiều cách trở tu thôi, mình dễ tu. Cái điều này cũng đúng quý vị, tại vì thật sự ra đó quý vị biết rằng chúng tôi ở gần sư trưởng nói rằng một cái người đắc chứng đạo quả nó dễ lắm quý vị, giống như lấy cái gì trong túi ra thôi.
Thì khi mình học nhiều pháp thấy cũng dễ, rồi chuẩn bị cận hành phẩm thứ chuyển tộc, rồi tâm đạo tâm quả. Thì thật sự là sư trưởng nói giống như lấy đồ đụng túi ra thì thiệt, một cái người chứng đắc đạo quả mình thấy rất là dễ. Ví dụ như mà thấy như cậu Phật tử Ca Lá vậy, mình cứ nghĩ với 1.000 đồng tiền vàng ngồi nghe pháp, rồi nghe rồi ngồi nghe nhớ để đi về lấy 1.000 đồng, rồi cuối cùng tự mình suy nghĩ pháp của Đức Phật bị tham mà mình còn tham 1.000 đồng, mình không có thể nào nghe mà hiểu được pháp của Đức Phật. Thôi bây giờ mình dẹp cái tư tưởng lòng tham 1.000 đồng đi, mình ngồi nghe cho nó cái thời pháp gần hết rồi. Và khi nghe như vậy thì công tử Ca Lá đắc quả Tu Đà Hoàn. Thì quý vị mới thấy rằng á, nó đâu có khó. Khi mà mình có cái tuệ văn đó, mình nghe mình hiểu, và cái tuệ tư là suy nghĩ cho đúng đắn. Pháp của Đức Phật là từ trừ tham. Mà bây giờ mình tham quá, mình tham 1.000 đồng tiền vàng thì sao mình hiểu được pháp của Đức Phật. Thì cái tuệ tư đó nó chuyển qua cái tuệ tu, là đoạn trừ phiền não với cái tâm Tu Đà Hoàn đạo, Bát Chi Đạo đồng sanh, có nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh định, chánh định, chánh trí, rồi chánh giải thoát sanh khởi để đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Như vậy thì rõ ràng chúng ta vẫn thấy được cái là cái, chúng ta cũng thường nói một cái câu mà chúng tôi cũng suy nghĩ hoài, quý vị. Mình mà giác ngộ đó là mình phải lọt vào cái lưới giác, cái giác dẫn của Đức Phật. Cái gì cái giác dẫn của Đức Phật có nghĩa là Phật ngày thấy mình giác ngộ, ngày tới ngày thuyết giảng cho mình để mình đặt chứng, hoặc là mình được xuất gia rồi đặt chứng sao. Ví dụ chúng ta thấy là Bát Cà Ta La hay là cái Xá Gô Tô Mi đó, Đức Phật thuyết giảng rồi tự mình thấy mình mâu thuẫn quá đi, con của mình chết mình đi tìm thuốc để cứu con, làm gì có thuốc nào để cứu con của mình, làm gì có học cải, trong gia đình không có người chết, nàng tự hiểu biết mà nàng đã đem chôn con của nàng. Nàng tới xuất gia và một thời gian sau nàng thành trì mình đặt bả là hết. Như vậy chúng ta thấy rằng cái pháp của Đức Phật đó, thuyết giảng cho mình có chánh kiến, cái chánh kiến có nghĩa là có cái tuệ văn á, rồi từ cái tuệ văn á chúng ta có cái tuệ tư, là chúng ta suy nghĩ cái ngũ uẩn này là khổ thật, khổ đói khát, rồi có đại tiện tiểu tiện, tắm rửa giặt giũ ngủ nghỉ, cái khổ này là khổ triền miên. Mà chúng ta phải suy tư liên tục như vậy đó, gọi là tệ tư. Cái tệ tư đó là chúng ta phải nói rằng chúng ta lấy cái khổ của danh sắc đó là thân tâm của chúng ta đó. Ví dụ chúng ta ăn không ăn thì chúng ta đói, rồi chúng ta ăn rồi chúng ta đại tiện, rồi chúng ta không uống thì chúng ta khát, uống thì chúng ta tiểu tiện, rồi ăn uống rồi chúng ta lại khởi lên cái phiền não tham sân si, rồi chúng ta lại tham đua đòi cái này cái kia, nó được mình hiểu gì lòng tham của mình rất là kinh khủng. Ví dụ người ta ưa nói câu là đói cơm lặt mắm thèm thêm mà nó cơm lặt mắm lại thèm nọ kia, có nghĩa là không chưa có đủ cơm ăn áo mặc thì chỉ lo cơm với áo mặc thôi, nhưng mà khi cơm áo mặc đầy đủ rồi thì lại thèm lại cái nọ kia, có nghĩa là muốn sinh sự. Như vậy rõ ràng á, khi một cái người có chánh kiến thì họ cái tâm của chúng ta và suy nghĩ về cái sạch thì chính là những cái tâm bất thiện gì, những cái tâm tham tâm sân bất thiện đó nó là kiếm làm gì thật sự ra não đó. Khổ gì bởi lửa không trầm hoài nghi tà kiến, tật lẫn nói rồi trạo cử phóng vật tà kiến ngã mạn nữa đó. Đó là những cái phiền não, và phiền não đó là lửa nó nung nấu mình cái gì. Thực sự ra đó mình khổ vì cái tâm của mình thôi, có nghĩa là danh quẩn đó, có nghĩa là tâm tham nó sanh khởi, rồi tâm sân sanh khởi, tâm si sanh khởi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, khi mà chúng ta là một người nghe Đức Phật thuyết pháp thì chúng ta thấy chánh kiến tạo phước để sanh làm người tam nhân, chánh kiến tạo phước để có duyên với Đức Phật. Bởi vì chúng ta thường nói cái gì đó, Đức Phật ngày sáng ra ngày ngồi thiền, ngày buổi có lưới đại bi, ngày tìm chúng sanh có duyên giác ngộ. Và chúng ta là người trong quá khứ đó, chúng ta phải nguyện chứng ngộ Niết bàn thì chúng ta mới là người có duyên cái gì. Bởi vì cái thánh sản, ví dụ mình nói nhân sản là trời người, thiên sản là cõi trời, rồi thánh sản là chứng ngộ cái tài sản thánh nhân,
như là giới, văn, bí, tuệ, tàm, quý, khí. Đó là những cái thánh sản của bậc thánh. Mình có nguyện như vậy đó thì Đức Phật ngày mới thấy cái duyên của mình, thấy duyên mình là mình mong mỏi sự giác ngộ của nó, mình tạo những cái chuyện sự công đức. Ví dụ chúng ta thấy như bạn Quý Sơ Khai quá khứ vậy đó, mà muốn làm đại thánh nữ, như là cái người bạn của mình khi được Đức Phật tuyên bố giữa hội chúng, và bà làm phước 7 ngày mà bà nguyện, thì Đức Phật này quán thấy đến thời kỳ Đức Phật Gotama thì bà sẽ đắc đạo quả. Quý vị thấy bà Quý Sơ Khai đắc đạo quả lúc mới có 7 tuổi thôi à. Mình không có thể nào hiểu nổi đâu quý vị. Mới có 7 tuổi thôi mà dẫn 500 người phụ nữ vô nghe Đức Phật thuyết pháp đắc đạo quả hết luôn. Nhưng mà thấy mới có 7 tuổi đời thôi à, mà đắc đạo quả. Bởi vì tại vì cái phước mà bà đã nguyện đó, có nghĩa là đến thời kỳ của Đức Phật đó, Gotama bà là thánh cư sĩ và bà là những người tín nữ thù thắng ở trong các tín nữ, và bà làm phước như vậy thì chúng ta thấy cái chánh kiến này á, là chúng tôi gọi đưa đến sanh y, sanh ra làm người có tam nhân và có cái tuệ giác đầy đủ, có thể Đức Phật này thuyết giảng là mình có thể chứng ngộ. Nhưng mà chắc chắn một điều mà chúng tôi muốn nói với vị đó là chúng ta phải suy nghĩ về khổ của danh sắc. Cái khổ của tâm chúng ta là tâm tham á. Cái khổ của thân của chúng ta là khổ đói khát. Chúng ta phải suy nghĩ hai cái nỗi khổ này. Chúng ta nói mình ăn xong rồi đại tiện, uống rồi tiểu tiện, tắm rửa, ngủ nghỉ, giặt giũ, mình cứ suy nghĩ như đó thôi. Quý vị suy nghĩ cái khổ của sắc á. Rồi cái khổ của danh là lòng tham của mình, cái tâm tham của mình, nó muốn cái này, muốn cái kia. Rồi mình suy nghĩ qua như vậy. Rồi mình tạo phước á, mình diệt trừ phiền não. Thì một lúc nào đó Đức Phật ngày sẽ được, ngày sẽ độ chúng ta và ngày sẽ thuyết pháp cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta là người đủ duyên đó thì chúng ta cũng dễ chứng ngộ thôi quý vị. Tại vì thật sự ra đó, bởi vì Đức Phật ngày nói rằng đó, một cái người mà đủ duyên đó thì họ chứng ngộ đạo quả đó rất là dễ. Mình gọi là hành dĩ đắc dĩ, hành dễ đắc cũng dễ. Tại vì người đó có tu thiền chỉ thiền quán quý vị, có nghĩa là chúng ta phải quán cái khổ của danh sắc. Và chúng ta phải làm cho cái tâm chúng ta định tĩnh để chúng ta thấy khổ danh sắc. Như vậy thì chúng ta một lúc nào đó cái tuệ văn có, rồi cái tuệ tư, rồi cái tuệ suy nghĩ về cái nỗi khổ này nè, đến lúc nào nó chín mùi đó là cái tuệ tu nó sanh khởi và chúng ta chứng ngộ tu được bồ đạo, tu được quả. Như vậy thì cái sự luân hồi đó, nó không phải là cái chánh kiến, nó đưa đến đạo tri đó, nó không phải là dễ đâu cái gì, mà nó cũng khó. Cũng như Đức Phật nói người nông dân đó, làm ruộng, cày ruộng, bừa ruộng, gieo làm những cái thiện nghiệp nó cũng giống vậy thôi. Thì ba lần tu đồ quần tư đà hàm một lát dao đắt một lát dao cạo hết cái đầu đắt quả a la hán luôn. Thì chúng ta nghe những cái câu chuyện đó chúng ta thấy không khó cái gì. Bây giờ mình nói là mình tu mình thấy giống như mình bây giờ chính mình làm cách gì thời gian nó mới chính. Bây giờ mình có lại nó thôi mày, mày bỏ phiền não tham sân si đi. Nhưng mà cũng đâu có bỏ được cái gì. Nếu mà bỏ dễ vậy thì người ta sẽ bỏ hết rồi. Người ta biết tham sân si là khổ, người ta bỏ hết rồi, nhưng mà cũng không có bỏ được. Nó không có bỏ được đâu quý vị. Nó giống như cái mít chưa chín vậy đó. Mình có làm gì nó cũng chưa chín, mà nó chín cũng chẳng ra gì hết. Nhưng mà lúc mà chứng minh nó chín rồi đó thì chúng ta làm gì nó mới chín à. Chúng ta hiểu Đức Phật nói giống người nông dân trồng lúa vậy đó, làm cho đủ đi thì tự động lúa nó chín. Lúc đó người đó không có thần thông kêu lúa chín nhưng mà lúa vẫn chín. Tại vì cái thời gian họ đã làm rồi. Thì chúng ta cũng bước qua ba cái loại tệ Đức Phật gọi là chánh kiến đến sanh y và chánh kiến đến đạo chi. Nên chúng ta nói với vị, quý vị nào mà muốn chứng ngộ đạo quả thì mình xây chùa đi, nguyện cho con chứng ngộ đạo quả, hay là dân y cúng dường ca đi ná thì nguyện chứng đắc đạo quả, phát nguyện trước chư tăng là bây giờ con thiện nghiệp công đức để cho con chứng ngộ đạo quả niết bàn, con xây chùa cho chư tăng ở để con chứng ngộ đạo quả niết bàn, hoặc là con xây tăng xá cho chư tăng ở để chứng ngộ đạo quả niết bàn. Mình cứ làm, mình cứ nguyện đi, mình nói như vậy đó thì cái thiện nghiệp đó nó sẽ cho mình thành người tăng nhân, và các bậc thánh sẽ thấy được cái ước nguyện của mình, cái chị
Nên thường thường quý vị thấy mình có lên có trời rồi đó, Đức Phật cũng lên nó độ mình, quý vị thấy không? Như là thân mẫu của ngài đó lên cõi trời thì ngài cũng lên cõi trời, ngài giảng thôi cũng đắc đạo quả thôi. Nhưng mà nếu mà mình có duyên đó, mình có duyên mình không có đắc được đạo quả quý vị. Nên Đức Phật ngài độ người hữu duyên là cái người đó phải dắt lọt vào cái dắt dòng của Đức Phật, và Đức Phật ngài thấy người đó đã tạo cái thiện nghiệp công đức rồi. Với cái trí tuệ chánh kiến đến sanh y là người tam nhân, có cái trí tuệ và muốn thoát ly luân hồi, bây giờ Đức Phật ngài mới tiếp giảng chứ. Nếu mà người đó là súc sanh mà Đức Phật tiếp giảng cũng đâu có đắc được đạo quả đâu quý vị. Hay là người đó là ngạ quỷ, hay là người đó là Amula đó, người đó phải tái sanh trở lại làm người tam nhân thì chứng ngộ đạo quả Niết Bàn, trong cái kiếp đó người mới chứng được. Hay là quý vị nghe rồng mà con rồng mà hôm trước chúng tôi nói cái vị đó Đông Phương hay là Cát Bát Tá, Đức Phật ngày nói bây giờ ngươi sanh làm súc sanh thì ngươi không thể nào chứng ngộ được đạo quả. Thì chúng ta hiểu rằng khi mà mình sanh làm người tam nhân thì mới chứng ngộ được đạo quả. Nên Đức Phật ngày bán người có duyên đó là ngày thấy mình sanh làm người tam nhân, chứ mình sanh làm người dị nhân mình cũng là người vô duyên. Chứ không có chứng ngộ được đâu. Đoạn từ tiền não với chánh kiến mà đạo chi là gì đi, quý vị làm phước. Bởi vậy nó sẽ cho quý vị sanh những cái kiếp luân hồi với cái hiện báo nghiệp, trong kiếp này và sanh báo nghiệp kiếp sau, hậu báo nghiệp nhiều kiếp sau để mình cũng đã nói như vậy. Như vậy thì quý vị biết rằng trong bảo nó chúng ta cũng phải hiểu chánh kiến đến tâm y và chánh kiến đến đạo chi trong 40 đại pháp và tổ kiếp, và chánh tư duy cũng vậy quý vị, có đưa đến tâm y và đưa đến đạo chi. Sanh y là mình có cái tư tưởng đúng đắn, mình tâm vô, ví dụ mình làm người đó, mình diệt trừ cái hận tư duy, cái hại tư duy, mình sanh gì vô những thế giới không tổn hại. Có nghĩa là hoặc là mình sanh làm người không có tổn hại chúng sanh, thì mình có cái ly dục vô hận, bất hại tư duy đó, mình có cái tư duy đúng đắn. Và cho mình sanh làm người, mình nhẹ tâm sân cái gì, mình nhẹ cái tâm sân. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng một cái người mà cho có chánh tư duy đó, mà đưa sanh y đó, suy nghĩ về vô hận bất hại tư duy, thì mình sanh làm người mình sẽ có tâm từ bi, mình sẽ dễ hành tâm từ bi và mình ít sân hận. Thì mình hiểu rằng cái hận tư duy và hại tư duy đó là hại người, hại mình, hại đời này, hại đời sau. Mình nguyện mình hành trì cái chánh tư duy là vô hận bất hại tư duy. Thì như vậy cho đến lúc nào đó thì cái chánh tư duy nó chính người, nó hợp với chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về thánh tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó về thánh giới, chánh niệm, chánh định, được về thánh định, thì lúc bây giờ mình đắc đạo quả tu được rồi quý vị. Như vậy rõ ràng á, là chúng ta hiểu cái chánh kiến, chánh tư duy, cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, Đức Phật này đều nói đưa đến sanh y và đạo chi hết. Có nghĩa là chúng ta bây giờ chúng ta hành bốn niệm xứ như là ngài Giác Đẳng này nói đó, đi đứng nằm ngồi, hoặc là mình là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng mà thật sự là mình hành cái đó mình cũng để diệt từ phiền não tham sân si, cũng thấy khổ danh sắc thôi, chứ không có ngoài cái đó đâu quý vị. Ngoài cái đó là chánh niệm, đi đứng nằm ngồi, mình thấy bây giờ mình đói mình đi ăn mình thấy khổ nè, ăn rồi hồi nữa mình bị ị là mình thấy khổ nè, rồi uống mình cát mình đi uống là khổ nè, bây giờ đi tiểu là khổ nè, rồi buồn ngủ gục gặt và đi ngủ mình thấy không cầm cái bia cũng khổ nè, ăn phải đi ngủ nè, rồi tắm rửa giặt giũ mình thấy những khổ đó, mình thấy cái khổ của sắc của danh, khổ này nè, cái khổ của phiền não tham sân si, mình thấy như vậy. Cho đến lúc nào đó mình có chánh ngữ, mình nói về cái sự thật này, chánh ngữ cũng vậy, mình nói về cái sự diệt trừ phiền não, diệt trừ luân hồi, diệt trừ tham sân si, diệt trừ những cái phiền não lậu hoặc, thì khi nào đó mình thích nói về cái chánh ngữ, mình thích nói về cái chánh ngữ này. Mình không có nói ác ngữ hay thô bỉ ngữ hay là vọng ngữ hay là tạp quế ngữ, thì mình sẽ có cái chánh ngữ và mình nghĩ rằng mình sanh làm người, mình muốn ai nhắc cái câu đó mình dễ nghe và dễ tu. Bởi vì cái người có chánh ngữ mà nói về cái pháp gì, nói về cái pháp trí tuệ đi, nói là trí tuệ thì khổ của danh, của sắc, của lòng tham, của đói khát nóng lạnh, thì mốt người ta nhắc một cái mình nhớ, mình do cái chánh ngữ đưa đến sanh đi.
và sau này người ta nhắc mình để mình nhớ, mình dễ tu như vậy. Vì như vậy chánh ngữ hay chánh nghiệp cũng vậy, chánh mạng cũng vậy, chánh ấn niệm chánh định cũng vậy. Đức Phật ngày điều dạy mình có đưa đến sanh y và đưa đến đạo y. Như vậy sanh y là mình sanh là người tam nhân, và sanh y là sanh lại đó, mình là người hữu phần, hữu duyên, hữu phước. Nên ở trong kinh có nói rằng cái người hữu phần là cái người có duyên đắc đạo quả, quý vị học quý vị pháp gọi là người hữu phần, là người đó sinh làm người tam nhân, là người đó có thể đặt thiền định đạo quả. Nhưng mà người vô phần là người tục sinh nhị nhân, là người vô phần không thể nào đặt được đạo quả thiền định tận thông tánh trí. Như vậy rõ ràng Đức Phật này nói chúng ta có bát chánh đạo, nhưng mà vẫn có đưa đến sanh y và vẫn đưa đến đạo chi. Nên đạo Phật thuyết giảng đó, là một cái sự nỗ lực tu tập, chứ không phải mình nói bây giờ, ví dụ mình nói bây giờ mình chưa phải là người tam nhân đi, mình không hành bát chánh đạo, mình nói vậy cũng không đúng. Mình không tam nhân mình cũng hành bát chánh đạo, mà mình tam nhân mình cũng hành bát chánh đạo. Quý vị hiểu vậy mới đúng quý vị. Có nghĩa là mình hành nỗ lực, nếu mình chưa là người tam nhân mình hành hoàn thành người tam nhân. Và nếu mọi quý vị đừng có nhân, cái đó là cái bắt chánh đạo, mình cũng phải bố thí trì giới, cũng phải cung kính, phải phục vụ hồi hiếu phước, rồi phải tính phát thiết phát, mình vẫn làm những cái thiện nghiệp đó với mình. Nếu hiểu như vậy thì nó sẽ đưa đến khi cho mình tốt đẹp, thuận lợi cho mình tu tập. Như vậy thì ở trong cái câu hỏi của ngài hòa thượng thì con xin chia sẻ cái câu của con cũng hơi dài, nhưng mà con thấy con thích thành nữa, con nói hơi nhiều chút xíu. Mong ngài hòa thượng quan thị bây giờ thì con gửi mic cho ngài hòa thượng. Sa thượng kính chào ngài từ tập năng. Thực ra thì có những điều mà rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta cũng cần chia sẻ. Nếu có dịp thì tọa pháp tân thì tọa có nghe không? Nếu thì pháp tân đang ở trước máy xin thì tọa hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi thì tọa pháp tân nghe được không? Dạ, thì tọa pháp tân khi mà chúng ta đi vào trong bát chánh đạo thì chúng ta thấy rằng chánh kiến hay chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó thì lại đi cùng chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì tôi có thể đầu cho một cái sự so sánh giữa cái việc mà giữ giới mà có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và giữ giới không có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì cái hai cái trạng thái giữ giới đó nó khác biệt nhau như thế nào? Xin kính thỉnh thì tôi còn nghĩ tập biết. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sinh Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đàm, Thượng Tọa Tuyệt Viện, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tế Trị, Đại Đức Tế Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào tình nữ. Con nghĩ con đường tu tập thì phải trải qua thành giới định và tuệ. Thì sự thật ra thì giới là nền tảng của đời sống tu hành. Thì bởi vì bước chân vào ở trong cái đường tu đó, thì mình phải ngăn ngừa, tránh xa những cái hành vi không được tốt từ thân khẩu ý. Thế nhiều khi ở trong cái điều học mà mình gìn giữ, nếu mà mình sự thật ra có nghĩ rằng vì sao mà cái người mà có chánh niệm, có chánh tinh tấn, tâm tốt thì họ lại giữ giới nó tốt. Chúng ta bây giờ giữ giới nó không còn phải là chỉ là giới hạn ở trong cái điều học, bởi vì nó phát xuất từ ở cái tác ý, từ ở cái tâm,
Bởi vì như Thanh Tịnh Đạo thì Ngài Bồ Tát Cô Sáng Ngài có dạy rằng là giới tức là sự chủ tâm, chủ tâm để gìn giữ hay là chủ tâm để tránh xa, tránh xa những cái hành vi bất thiện, đó là giới. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng một người tu tập mình phải có cái sự, phải có cái nội đời sống nội tâm chánh niệm, có đời sống nội tâm định. Từ thật ra thì khi mình đi đứng nằm ngồi, mình suy nghĩ hay là mình làm những việc gì đó mà mình có cái định tâm hay là mình có chánh niệm, thì cái gọi là cái tạp niệm của mình không có, hay là cái tâm của mình có định tâm trên một cái đề mục thì nó không có tán loạn. Khi mà tán loạn cái nội tâm hay là tâm bị thất niệm thì trong mãi mai nào đó là có cái định, cái diệt dữ nó sẽ được dễ dàng, tâm mình có được cái sự an tịnh. Còn mình giữ giới mà cái tâm mà bị thất niệm, cái tâm mà bị không bị tạp loạn, loạn động, không có định tâm, thì mình dễ dàng rơi vào cái tình trạng mà tâm vọng động, rồi đó là phiền não nó dấy lên, rồi hành vi những chút bất cẩn trong cái suy nghĩ lời nói của mình nó có thể tạo ra những cái ác nghiệp cũng có thể có. Cho nên đó thì người mà dĩ nhiên là mình nói rằng tu tập nó cũng không phải là chỉ có giữ giới không, mà giới là cái nền tảng đầu tiên để cho cái việc mà mình an định nội tâm một cách tốt. Bởi khi mà tâm được an tịnh thì cũng nghĩ rằng là cái việc mà hỗ trợ cho cái nội tâm, cho cái việc mà mình giữ giới nó được tốt đẹp, giữ giới tốt đẹp. Cho nên khi mà cái sự tinh tấn của một người đó, khi mà mình tránh xa những cái hoàn cảnh để đưa đến cái việc mà mình phạm giới đó, thì đó là cũng có cái sự tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn ở đây đó có nghĩa là mình xác mình biết rằng cái tâm của mình nó dấy lên, cái tâm của mình nó dấy lên những cái pháp bất thiện ấy, thì mình biết biết ngăn ngừa, biết loại bỏ. Chứ thôi rồi nhiều khi trong cái hành vi của mình, lời nói, suy nghĩ hoặc là hành động gì đó, rồi là mình tạo nghiệp bất thiện sao. Vì vậy cho nên là khi mà một người có cái sự tinh tấn thì cái hoàn cảnh mà đưa đến phạm giới họ cũng tránh, hoặc là họ về cái tâm thấy rằng cái tâm của họ có một cái sự giống như là cái tâm lệch một chút thôi, khởi lên một cái pháp bất thiện thôi, thì họ nhìn ra cái tâm của họ, thì ngay lập tức làm cho họ điều chỉnh cái tâm của họ. Khi mà một niệm khởi lên á, mà mình biết được ở trong tâm mình khởi lên những cái pháp bất thiện thì ngay lúc đó là tâm thiện. Mình biết được khởi lên một pháp bất thiện từ ở trong tâm của mình thì ngay lúc đó là tâm thiện đã được khởi lên. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là vì sao mà các ngài, các cái bậc mà an tịnh nội tâm thì khi mà các ngài giữ giới tốt đẹp cũng nhờ cái sự an tịnh nội tâm.
mà chính cái sự an tịnh nội tâm á, lại là làm cho giới của những vị đó nó được hoàn hảo hơn. Giới được hoàn hảo hơn. Cho nên cái tiến trình tu tập, con nghĩ rằng cái chánh niệm rất cần, chánh định rất là cần. Bởi vì hai cái đó, nếu mà tâm thì dù có cái bao nhiêu cái điều học đi nữa, mình mà là ở chỗ cái tâm bên ngoài không, chứ phải là cái giới mới được trọn. Cái yếu tố mà làm cho giới trong đó, cái chánh niệm rất là cao. Bởi vì chánh niệm trong một cái mối ý của mình thì nhờ có chánh niệm mình mới phát còn nếu không có chánh niệm thì nhiều khi mình không ra đâu. Rồi còn cái định tâm á, cái người mà có chánh định á, thì cái tâm của họ nếu mà chuyên chú vào ở trong một cái đề mục một cách nhất nhất á, thì con nghĩ rằng cái điều đó cũng là làm cho giới hạn cái tâm của mình là không có bị sai phạm trong cái giới khi mà mình có được cái đời sống chánh định. Bởi vì tạp loạn, loạn động, cái tâm loạn động nó cũng cái nguyên nhân làm cho mình bị nhơ nhớp trong giới, hay là tái phạm ở trong giới, hoặc là phạm giới, vân vân. Cho nên giới là một cái điều kiện tiên quyết, giống như là các ngài nói rằng giới là hàng rào để ngăn ngừa những cái hành vi bất thiện. Và mà để cho mà cái giới được tốt đẹp, con nghĩ rằng cái việc mà cái người mà huấn luyện cái nội tâm của mình có chánh niệm, cái người mà huấn luyện nội tâm mình có cái chánh định, chánh định trên một đề mục, chánh niệm tức là mình biết rõ những cái gì đang diễn ra ở trong tâm mình, mình khởi cái pháp bất thiện lên, mình biết rõ để mình có thể loại bỏ. Còn nếu như mà mình không biết rõ thì mình không thể loại bỏ. Cho nên cái tạp niệm nó làm cho dù là cái đời sống mình có tu bao nhiêu không bằng cái việc mà mình có cái định tâm, hay không bằng có cái việc là mình có cái chánh niệm. Cho nên đó là cái sự hỗ trợ. Con nghĩ rằng để mà nói cái tiến trình tu tập thì cần phải thực hiện có giới, nó là đương nhiên rồi. Nhưng mà giới thì điều kiện tốt để cho định sanh khởi. Nhưng mà định sanh khởi rồi thì tuệ mới lan tỏa, mới bằng hoàn toàn biết rõ được những cái sự sanh diệt của danh sắc, rồi để mà cắt đứt những cái phiền não tâm tứ quẩn này. Vì vậy cho nên là với một người mà tu tập thì dù mình làm cái việc gì đi nữa, làm một bất cứ một cái việc thiện gì đi nữa, giữ giới bố thí hay là những cái việc cung kính phục vụ gì đó, nếu mà cái tâm của mình nó có một cái chánh niệm tốt, mình có chánh niệm tốt thì đó là cũng cái phương, đó là cái pháp mà để hỗ trợ cho cái tâm của mình giới được thanh tịnh. Giới được thanh tịnh, và khi mà giới được thanh tịnh thì cái tâm của mình gom tâm vào một trong cái đề mục, nó dễ dàng định tâm hơn, rồi là mình phát triển dần ở trong cái đời sống tập của mình để thấy cái tệ quá. Cho nên trong kinh Tương Ưng có một cái câu là Phật dạy trú giới có trí, tu tập vậy. Tâm và diệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát trì. Tức là trong mọi cái hành vi rất là thận trọng, cẩn thận, khi tâm có được sự an tịnh thì tuệ cũng từ đó, tuệ có thể từ đó để có một cái tuệ giác, để
cắt được những cái phiền não, sức phiền não mới được cái sự an giải thoát. Thì đây là cái mà con xin được chia sẻ trong cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Nếu điều chi chưa đủ thì con kính thỉnh Hòa Thượng bổ túc thêm. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ ở cái kinh từ đó tên thường tòa tự biện thì tòa có nghe được không? Nếu từ đó tự biện đang ở trước máy, xin tin thương tòa hoàn thiện. Dạ thưa cô con. Cho cô thân sư phụ. Thưa tòa tự biện, chúng ta thấy rằng cái việc tu tập tam học đó thì đòi hỏi một cái nếp sống có tập trung liên tục, nỗ lực tu tập. Nếu mà có người nào hỏi thì gọi là người cư sĩ có thể thực hành cái định tuệ được không? Tức là sẽ áp dụng bát chánh đạo một cách viên mãn không? Thì tôi có nghĩ rằng đời sống cư sĩ có nhiều cái trở ngại mà khiến cho sự tu tập tam học thì bát chánh đạo không được liên tục như người xuất gia hay là ít thuận lợi hay không? Xin cái ý kiến của thiền tập người. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sân Kha, Nam mô Thầy để chúng được khai rõ. Cảm ơn quý vị. Chúng có kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Hòa Thượng Đẳng, Tổ Tập Phật Đăng, Tổ Pháp Tân, Tổ Minh Hạnh, Đại Đức Tư Truy, Đại Đức Tư Bích Cục Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến tu hành cục chư Phật tử. Dạ kính bạch Hòa Thượng, trước mọi người cư sĩ có thể thực hiện được bát chánh đạo, có thể thực hiện được giới định tuệ hay không? Thì cái điều này trước nhất chúng ta phải đáp đồng là chúng ta phải đáp là có thể thực hiện, và ngay cả vị ấy có thể chứng đắc tứ đạo tứ quả hay là các tầng hữu học, thánh hữu học. Nhưng có thể nói rằng nếu như chúng ta nói rằng là như vậy thì có cần thiết gì mà họ phải trở thành một người xuất gia? Thì điều này đây trong kinh luật cái Phật nói rõ, đối với cái người thế tục đó, bởi vì bận quá nhiều tục sự và bị quá nhiều trách nhiệm phải như thế này phải như kia mà cái đời sống của tam học á, cái đời sống của tam học á, để mà thành tựu được, để mà nó mang tính để thành tựu bát chánh đạo đó, thì ở đây rất là khó. Chúng ta khó được không gian yên tĩnh, chúng ta khó giữ gìn chánh niệm chánh định một cách liên tục được. Ở đây là phải là sự thật. Đối với cái đời sống thế tục, vợ chồng con cái đi làm sự nghiệp này nọ, vì chúng ta nói là chúng ta đóng cửa phòng lại thì chúng ta tu, thì bốn góc tường thì ở đó giam mình bốn góc tường đó, thì cái tinh thần tu đó nó không phải là một cái tinh thần, tức là chúng ta coi như là quay về với chính mình, thì ở đó chính là trong một giai đoạn thì được, nhưng điều nếu mà để mà về lâu về dài thì quả thật thì cũng phải là sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ nói chuyện thưa gửi đủ thứ đủ chuyện hết, chứ làm sao mà không, tức là chúng ta không ra nấu nướng, không giặt giũ, không đi làm đi lộn, ví dụ chúng ta có thời gian rồi nhưng thì cũng phải gặp người này gặp người kia, thì như thế thì phải nói rằng là cái thời gian đó để cái tâm mà nó bắt cảnh với nó chi phối, khi nói chuyện thì lúc đó nó qua một cái cảnh khác, nó qua một cái nó bắt cái cảnh khác. Bây giờ nhìn vợ con, nhìn cháu chắc, nhìn đồ ăn thức uống, nhìn cái này cái kia trong nhà vân vân, thì mỗi thứ đó nó khó có khả năng mà phát huy được cái giới định tệ một cách tức là rút ráo hơn. Bởi vậy cho nên Đức Phật ngay cả khi mà đi tu á, thì Đức Phật ngày cũng khuyên đối với những người đệ tử, kia là ngôi nhà vắng, kia là khu rừng, hãy ôm bát, hãy chánh niệm tỉnh giác trong từng cái quay nghi của chính mình. Lỡ đó là phải nói rằng là chính Đức Phật đã bị khu một cách rõ ràng. Nhưng bởi vì nói rằng là nếu mà nó không thì không được, nhưng chứ mà nó là rất khó. Nếu nó không thì nó không đúng, nhưng nếu mà nó được thì khó được lắm. Chứ có một số người họ nói thôi bây giờ tôi không cần tu tu nhà được rồi, nó nói vậy rồi nó không biết cái gì, nó kiểu như cái tu cái miệng của họ thôi, chứ sự thật ra nó chỉ giữ gìn bát quan trai một ngày thôi, mà để cho tâm mình yên tĩnh, đừng có bị cái sự bận phiền của con cháu của tất cả những người xung quanh đã là một điều khó rồi.
dựng cái giới thôi, mà nó bắt giới thôi. Bởi vì cho nên khi mà thử thọ giới, thường thường chưa tăng nhắc đó, hãy để cái tâm mình, giữ cái tâm mình nó không chỉ riêng và mình thọ cái giới, mà tam nghiệp của mình phải nên thu thúc, mình phải nên cẩn trọng, mình phải nên quan sát mới được. Chứ không phải mình giữ giới cái mình thành tựu cả ngày, mình lấy thở để một cái thiền quán gì đó có thực hiện, thì nó trên một cái tinh thần, thí dụ như cũng có cũng cực thời gian đó cũng có đó, cũng nói rằng để mà họ có một sự tích cực, có một sự chuyên chú, điều này nó rất là giới hạn, có thể thực hiện trong đời không, có thể thực hiện được nhưng phải nói rằng rất là hạn hữu, rất là hạn hữu. Còn nếu như chúng ta sống ở một mình, ở một nhà, đặt tình huống đó, bây giờ nhà nó có mình chúng ta, bây giờ chúng ta thuê một căn hộ rồi chúng ta ở đó có một mình, thì chúng ta tu được hay không? Thì dĩ nhiên cái nào cũng được, cái chân niệm của mình, nhưng phải nói rằng là lúc đó còn phone, còn bill, còn tất cả mọi thứ gì mà nó liên hệ với cuộc sống, rồi phải tới giờ nấu nướng ăn uống ngủ nghỉ, nó phải nói nó nhiều lắm cái gì. Nhưng dĩ nhiên nếu như người nào đối với người cư sĩ đó mà có được cái tâm hướng tâm để mà tu tập về giới, về định, về tuệ, hay tu tập thiền định, hay tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tâm học, thì tuệ học, thì nó rất là tốt đẹp, nhưng phải nói rằng là rất là khó khăn. Dạ, cái đây chính là cái câu trả lời của chính con. Nếu có điều gì sẽ tới con kính cung kính sư phụ. Nam mô Bổn Thầy nhé. Dạ, bây giờ này thì Hòa Thượng Nhất Đẳng đã bị rớt mít rồi. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt của đêm Phật Pháp lớp Phật học Phật Pháp Bích Thích Tham Má Kính. Dạ, Hòa Thượng đã quay trở lại nha. Tôi cũng kính cung kính Hòa Thượng. À, quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, để chúng tôi dài dài một phần. Ngày kính thưa quý vị, chương trình thảo luận, chương trình sinh hoạt của Râm Phật Pháp Bích Thích Tham Má lớp học đến đây đã được hoàn tụ viên mãn. Kính đến lễ chư tăng và tri ân quý ngài và kính cầm niệm công đức của toàn thể quý ấp, quý MC đã điều hành trong lớp, và kính đến lễ ngài và thân chào quý vị, hẹn gặp quý ngài trong giờ ngày mai. Kính chúc đến lễ chư tăng và quý vị. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Chuyên thượng tọa Tuệ Nguyên, sa thú thành thai, xin thay mặt đại chúng trong rung chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa chi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu hạnh lành, thanh tịnh quả tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy gia.